thân mến, khi mà chúng ta ca hát thì luôn muốn sở hữu cho mình một micro tốt chất lượng để có thể bắt và tôn vinh được cái giọng hát của mình. Và khi các bạn bỏ ra một số tiền để sở hữu cho mình một micro chất lượng rồi, thì vấn đề đặt ra là làm thế nào để duy trì được chiếc micro chúng ta luôn trong trạng thái hoạt động tốt nhất, bền lâu hơn và tiết kiệm được tiền bạc, đặc biệt là xứng đáng với số tiền mà chúng ta bỏ ra, đó chính là vấn đề chăm sóc và bảo dưỡng. Tuy nhiên thì đại đa số chúng ta luôn có tâm lý chủ quan trong vấn đề chăm sóc bảo dưỡng micro của mình tại nhà, thì điều đó làm cho micro dễ bị giảm tuổi thọ, hoạt động không được tốt nữa và đặc biệt là có thể trở thành một mối nguy hại cho sức khỏe của chính chúng ta khi mà có rất là nhiều vi khuẩn và bụi bặm bám lâu ngày. Ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái vấn đề vệ sinh micro chúng ta bằng những vật dụng rất là đơn giản, đó chính là bông gòn và cồn chín độ. Những vật dụng này rất là rẻ, dễ mua và đặc biệt là dễ làm, dễ sử dụng nữa. Các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm ở các tiệm hiệu thuốc tây và giá của nó rất rẻ, chưa đến 10.000 đồng. Và các bạn có biết tại sao sử dụng cồn 90 độ? Cồn 90 độ với thành phần ethanol 96% và nước tinh khiết. Cồn 90 độ có tính năng sát khuẩn, sẽ giúp loại bỏ các vi khuẩn bám trên toàn bộ thân micro, đầu chọc micro nơi tập trung nhiều vi khuẩn nhất, loại bỏ nguy cơ lây nhiễm các loại vi khuẩn đang làm ổ trên micro của bạn. Tại sao dùng bông gòn? Với tính năng mềm mại, siêu sạch của bông gòn thì việc lau chùi của bạn trở nên dễ dàng, đồng thời loại bỏ sạch bụi bẩn bám lâu ngày trên micro. Để lau chùi thì các bạn lấy một lượng bông gòn vừa phải, sau đó cho một ít cồn để đảm bảo đủ độ ẩm. Các bạn không nên cho quá nhiều, tránh dung dịch cồn chảy vào bên trong micro. Sau đó các bạn miết đi nhẹ nhàng để loại bỏ bụi bẩn cũng như là vi khuẩn. Và sau khi lau xong thì chúng ta có thể thấy trên bông gòn sẽ lưu lại các vết bẩn như thế này đây. Và chiếc micro của chúng ta đã trở nên sáng bóng và chắc chắn rồi, nó sẽ sạch khuẩn vì chúng ta đã dùng cồn 90 độ. Ngoài ra các bạn nên nhớ rằng phòng ẩm mốc thì sẽ làm cho micro chúng ta mau chóng bị xuống cấp và gây ra hiện tượng rò rỉ điện, làm giật người sử dụng. Vậy nên các bạn hãy lưu ý một số cách bảo quản micro chuẩn để đảm bảo an toàn cho mình và độ bền của thiết bị.